Vâng, mẫu xe này thì chủ xe đã độ vào tới cả 100 triệu tiền đồ chơi. Đấy, nhưng mà được cái thì những cái đồ nguyên bản theo xe thì chủ xe vẫn giữ, và khi bên em mua thì chủ xe đã tặng lại bên em cái đồ đấy. Vì vậy là bác nào cũng như anh chị nào mà mua cái mẫu xe này thì em tặng lại cho các bác cũng như anh chị cái đồ nguyên bản theo xe để cho anh chị các bác đi đăng kiểm. Còn về phần xe con này thì hiện trạng thì chủ xe đã độ lên khá là nhiều đồ chơi, body kit, phần đầu xe, phần đuôi xe, đấy, phần hông xe này rất là đẹp anh chị nhé, nó rất là dáng thể thao và đồ nguyên bản theo xe còn. Và con này thì giới thiệu cho anh chị và các bạn là Mercedes 250 đời 2012, và con này nó là máy mới, máy eco rồi đấy, một cái mẫu xe rất là đẹp và giá tiền thì cực kỳ hợp lý cho anh chị và các bạn. Đấy, đời 2012 Mercedes đấy, máy eco mà giá chỉ có 450 triệu thôi anh chị nhé. Đấy, một cái mức giá cực kỳ hợp lý luôn, và chủ xe thì độ đẽo các kiểu luôn. Anh chị nhìn này, những cái phần hông xe này, phần kể cả phần cản, phần đuôi nó là độ hết rồi, và đồ zin nguyên bản theo xe còn 100%, không thiếu một món nào cả. Anh chị các bạn nào mua về thì em tặng luôn cả cái phần đồ đấy cho anh chị các bạn về để đi đăng kiểm. Đây ạ, về phần nội thất của xe đây ạ, nội thất thì ghế da zin nguyên bản, sàn nỉ đây, anh chị nhìn đây ạ, sàn của xe vẫn là sàn nỉ. Và đời xe này thì anh chị biết ạ, xe nó đi gia đình không có một tí dịch vụ nào, xe này là không phải xe dịch vụ rồi, đây là eco này anh chị nhỉ. Phần eco này thì đến chỗ đèn xanh đỏ nó tự khởi, anh chị đỗ ra tự động tắt máy và ga lên nó tự động nổ đấy, rất là hiện đại. Và sàn của xe nó còn đẹp như thế này, các anh chị nhìn này đấy. Tất cả những chi tiết thì em quay cho anh chị các bạn rất kỹ. Đây là ốc ác, phần chụp đầu ốc của dòng Mercedes của nguyên bản CVC. Đấy, tất cả các gioăng lỉ này đấy, nếu mà những con xe mà nó còn như này thì không phải là nhiều trên thị trường, khi người ta đi người ta còn giữ gìn được. Anh chị nhìn đây đấy, tất cả những cái ốc ác của xe này nó còn nguyên bản hết. Và phần nội thất thì là cái phần đánh giá cái phần đẹp hay xấu, thì anh chị các bạn nhìn cái phần nội thất, đây là ghế da của xe thì ghế da zin luôn anh chị nhé, không có một tí xước sát nào luôn đấy. Bậc lên xuống này anh chị nhìn này, nó khác gì mới không, khác gì xe mới không ạ. Đấy, đây là hàng ghế phía sau, những cái xe mà người ta không sàn người ta không bọc mà vẫn còn giữ đẹp này, chứng tỏ người ta chạy rất là cẩn thận. Nếu mà không giữ gìn được thì cái phần sàn này nó sẽ bị thâm và sẽ bị bẩn đi, bởi vì nó là sàn nỉ anh chị ạ. Tất cả các gioăng của xe này, gioăng nỉ này còn zin nguyên bản luôn, không có phần nào mà bị ấy cả, bị bẩn, bị xước sát cả. Đấy, gầm bệ. Đấy, xe đẹp hay không thì cả ví dụ nhé, cái gầm bệ này mà xe của anh chị các bạn nó không đẹp thì có rửa có tẩy bằng dài thì nó không thể đẹp được. Đây là còn đẹp hay không thì tẩy rửa thì nó mới lên được hình được. Anh chị nhìn đây. Đấy, phần ống bô, ống xả này nó còn sáng quắc cả. Đây là phần gầm xe, anh chị thấy ạ. Cái gầm xe rất có ấn tượng, bởi vì một cái gầm là cái phần tiếp xúc trực tiếp với bùn đất mà nó còn giữ được như này thì rất là hiếm luôn. Đấy, rất là hiếm luôn anh chị nhé. Đấy, phần đuôi xe thì đây, chia bô này. Đấy, cái chữ này là chủ xe dán thêm thôi, con này nó là C250. Đấy, C250 2012 chủ xe người ta dán thêm thôi anh chị nhé. Màu này màu xanh rất là đẹp, thanh niên đi màu này khá là hợp luôn. Body chủ xe đã độ full option hết rồi, anh em mua về là cái mẫu xe này về chỉ có sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất cứ cái gì nữa cả nhé. Đấy, xe thì rất là đẹp luôn. Đây, nội thất tất cả em quay lại phần nội thất, hàng ghế phía sau thì anh chị nhìn đấy, nó không khác gì mới cả, nó thật với anh chị các bạn không khác gì mới cả. Nỉ của xe này đấy, một cái xe mà tiếp xúc với bụi bặm hàng ngày mà hàng bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn giữ được như này thì không phải là nhiều. Như con xe này thì rất là đẹp luôn. Nếu anh chị các bạn mua mẫu xe này về là chỉ có sẵn dùng thôi, nhất là cái phần ghế lái, một cái phần mà anh chị các bạn tiếp xúc mười mấy năm trời đấy, ngồi liên tục mười mấy năm mà nó còn được như này thì anh chị thấy ạ, nó rất là hiếm luôn. Nếu anh chị các bạn đơn giản cái ghế nhà mình ngồi mấy mấy năm nó cũng hỏng chứ đừng nói gì, ghế da này mà nó còn giữ được, chủ xe người ta còn giữ được như này là rất hiếm. Đây, phần đây, đây, đấy, đồ lạc nó còn đẹp cực kỳ luôn anh chị nhé. Đấy, góc vô lăng này, đấy, khoang máy, anh sẽ cho anh chị các bạn xem về phần khoang máy luôn để cho anh chị các bạn kiểm tra luôn về chất lượng của xe. Với những cái dòng xe bên em thì bao giờ cho anh chị các bạn là kiểm tra hết. Đây là phần máy nha anh chị nhá, đây là phần máy móc đây. Đấy, máy móc con này thì nó là máy zin rồi. Đấy, đời 2012. Nếu mà anh chị các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em. Đấy, máy zin nhé, xe không đâm va gì. Đấy, xe sẵn dùng và xe đang hiện tại đang ở quận 12 nhé anh chị nhé. Anh chị các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em Dương.
để chốt được một cái mẫu xe rất là đẹp này.